nhiều cỏ. Mẹ em có bắt lệ nhòa, bố ấy thì đi lại, còn mẹ em gọi điện thoại đến từng nhà. Nhiều ngày rồi mình chưa lệ, không liên lạc được gì cả, chỉ mà mẹ lại mảnh giấy. Đừng lo đêm nay con đi bay nha, em ơi bay dạo với anh rồi lệ ở nơi có nhà nghỉ vắng tanh. Chạy con xe anh chở em sau lưng mình, đóng thẳng đứng trên đường Trần Duy Hưng. Mình lệ vài cái mà coi là xã giao. Giờ là mỗi khi anh đang đến giờ đệ, em thì đang lo rằng anh bất lực với những thứ thích thú là mình thấy háo hức. Mình rời thành phố chật chội nào nức, nơi mà đệ xã giao sẽ làm ta lao lực. Mơ về những cú đệ sẽ làm anh thêm dạo dực, muốn để em đi đệ đến tận cùng trái đất. Anh chẳng cần biết là hôm nay đệ thế gì, chỉ cần biết ngày mình đệ và em ngày đệ chung với nhau ấy là ngày đẹp trời. Thì theo anh đi đệ em ơi, đi đến tận cùng. Tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu, biết bay là yêu cho vừa, biết bay là sẽ cho chưa. Khi yêu ta mơ đến nhau, để thấy lắm lúc lòng mình nhẹ nhiều khi. Muốn em hết tất cả để mà đi, một lần mình sống giống như đứa nhóc không nhà. Muốn mẹ ở một nơi thật xa, em ơi anh chẳng muốn nện mỗi mình em, nện thêm vài con nữa chỉ mong nện được nhiều, chỉ muốn nện với nhau qua cơn vật rồi làm vườn ra đấy chung phải chăn kèm nhau. Nhưng ta càng lớn càng ngông ngốc tủ đời cuốn thơ là đi thương trong phòng ngủ. Mấy thằng bạn theo về rồi đã khóa 3 lần cửa, nện sáng nện trưa sau tối nện lần nữa. Em ơi đi nện với nhau, kệ cho chuyện đó khiến cho mình thấy đau, kệ cho nắng cháy cho bụi phủ vai gầy, kệ cơm kệ áo kệ nó đủ mai này. Giữa chân là máng, trước mặt là vườn, mình kệ những luật lệ mà mình từng vâng lời. Lời nói mình nghiện nện có vẻ không oan, ừ thì một lần mình là trẻ không ngoan. Anh chưa từng lên kế hoạch cho em vào đời anh sẽ là mây đen kéo đến hay trời ngời xanh. Nhưng nếu em muốn thấy cách nện mới toanh thì theo anh đi nện em ơi, nhiều hơn một tư thế, bớt đi những mệt nhòa. Cuộc đời đâu được mấy, bình yên sớm mai. Đồ thức tỉnh đi.